Sâu hai ma thuật. Ui, hai Lulu này. Ây à, hai Lulu ăn nghe cũng như là có thêm cả Poppy nữa. Quá ảo rồi. Ba thần đồng sớm lại đây chứ đâu. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chính thức tại server Việt Nam đã update cả phiên bản mùa 8.5 rồi. Thì đây cũng là một trong những cái phiên bản mà mình nghĩ nhiều anh em mong chờ nhất. Có rất là nhiều những cái tộc hệ mới, những cái vị tướng mới đấy, cho nên là những anh em cũng còn hơi bỡ ngỡ, cho nên là mình cũng sẽ làm cho các bạn một cái đội hình leo rank tại phiên bản mùa 8.5 lần này nha. Đầu game thì mình đang dép bằng ba thần đồng đây, có gì dép này, tự dưng nó ra Annie hai Poppy với cả Lulu thế này thì thôi anh em mình húp. Và thần đồng thì khả năng hack trang bị thì khỏi cần phải nói rồi, sướng. Anie, trời ơi con Anie không kịp xài bọc giáp à, không khéo lại còn thua cái bạn Phúc Nguyên này cơ. Ai à, hỏng rồi. Quả mở bát có Anie 2 mà vẫn không không ăn thua cái ông Raven chiến ấy nhỉ. Được, chúng ta có thêm Lê Xin à, bán con này đi cai. Mình vẫn gọi là ông hoàng lợi tức mà, cứ gọi là chẳng tiền anh em mình trời. Đầu game thì anh em mình cố gắng gọi là tối ưu cái lợi tức, những cái cột móc chẵn tiền 10, 20, 30, 40 và 50. Đấy. Mà đã thua cái trận này rồi ấy, thì anh em mình đánh chuỗi thua luôn. Để xem là gặp ông nào. Này bây giờ chúng ta gọi là chấp luôn cái máy chiếu nhé. Ui. Ok. Anh chim to. Ừ. Anh chim to này được kinh rồi. Có cho mình được cái huy hiệu của linh vật càng đấy. Linh vật này có con vách này mới này các bạn này, một vách này phải xếp sau ấy, vách xếp đầu này thì không ăn thua. Nhưng mà tôi thấy là con vách này nó đam ảo lắm rồi. Thêm một trận thua nữa, đúng như ý định của mình luôn, thua là ngon. Poppy luôn này, thêm nhẹ con này vào cái tình nhân trận này có vẻ tương đối độ. Và trong cái bộ tộc tình nhân này thì chúng ta lại có một cái con là Pantheon. Pantheon lại là tình nhân nhỉ. Những cái mùa trước đây thì con Pan này tôi thấy là có cái mùa mà mùa hộ vệ ấy. Hộ vệ gì mà nó năm vàng, trời ơi chơi con Pantheon nó đã. Mà hình như là mình cũng là một trong những cái người chơi lên được con Pan 3 sao đầu tiên trên thế giới thì phải. Ăn mày quá khứ tẹo. Dương Ga Đồng, bạn này thì cũng có được thua co tính toán cho hai người đang ở bên ngoài luôn à. Tôi cũng muốn thua mà. Ông muốn thua ông. Ui. Cho tôi thua đi mà. Càng nhờ 19-10 mà Lulu của chúng ta có bàn tay công lý. EZ ơi cố lên vãi nồi. Nhưng mà EZ nó bắn gọi là vào vị trí của Lulu thì chúng ta đã không bị mất chuỗi thua rồi, hơi đen các bạn ạ. Uầy, những cái phải đi chợ mà có thêm cả nhân bản tướng cỡ nhỏ. Bây giờ là có nhân bản tướng cỡ nhỏ và nhân bản tướng cỡ lớn nhá anh em nhá. Đấy, hai loại nó khác nhau hoàn toàn. Và chắc là mình sẽ lấy con Lê Xin này đây. Nước mắt đây. Tình nhân nước mắt. Nhân bản này anh em mình chơi 3 tiền thì không có chỗ nào để chê được. Sướng lắm. Grammar các kiểu. Bây giờ thì đội hình của mình đã update tương đối rồi. 4 tình nhân. Thần đồng với cả là ma pháp sư. Nhưng mà vẫn đang gọi là vị trí top 7. Hoài quá. Đối đầu với chúng ta là một người chơi song đấu kết hợp với thần giáp à. Liệu rằng cái đội hình song đấu thần giáp này có ổn định hay không anh em? Tôi thấy là bạn này sẽ đép bằng thần giáp này, tại vì có con Garen rất trâu. Nhưng mà Anie của mình là Anie bây giờ là tình nhân rồi. Hồi nãy tôi đánh quái ra cái sách chọn ấn ý. Ảo. Úi rồi ôi.
chín máu nhẹ. Chúng ta sẽ cùng xem lõi công nghệ tiếp theo là gì. Tinh thần rực lửa, sợ hãi là tự do. Nhận một Morgana, Morgana bắn thêm một quả bóng tối khi triển khai kỹ năng và thời gian làm choáng quả bóng tối thêm 1 giây. Con Morgana này là một trong con hiểm họa mà có được khả năng mà kiểu khống chế này. Bây giờ là chúng ta sẽ khống chế 2 lần mà lại còn thêm cả cái thời gian là khống chế nữa. Được luôn. Đây, mình sẽ chơi Morgana kết hợp với tình nhân nha. Hai này thì chắc là mình sẽ sử dụng một cái sao chép nhân bản cỡ nhỏ. Đấy. Làm quả sô đi như nó luôn. Mà tình nhân Morgana đã đi chứ. Xem mà cái bản thể hiện của Morgana sẽ như thế nào. Mà những cái vị tướng hiểm họa thì anh em nào cũng biết rồi, chỉ cần nhét vào là chơi thôi, không cần kích hoạt tộc hệ gì nhiều. Đấy, quá vát cơ. Trời ơi, khó chịu. Anh em xem này, anh em xem này. Phát hai thằng đứng hình luôn này. Đứng hình. Đứng hình liền. Sao? Phục nguyên này là khả năng người chơi Raven kết hợp với siêu nhân à. Nhưng mà lại thấy con EZ thì ngon quá, thế lại xoay bài sang đạo trích siêu nhân. À, kinh kinh. Tôi bắt bài hết rồi. Lạ gì bài mấy ông này nữa. Lulu à. Zihin, trời ơi. Zihin luôn. Với Morgana này thì mình hay chơi ở bên server PBE. Thì cái lượng mana của nó là rơi tầm khoảng 100. Thì mình hay ném cho nó cái Sojin này, dịch khổng lồ và kiếm súng hashtag. Ủa, 40% cái kích hoạt cào xé mà cái hiệu ứng cào xé của con Morgana này ấy, thì nó lại là giảm giáp và kháng phép đi. Bây giờ là chúng ta không cần gọi là nổ xét là gì luôn, một phát chói 3 thằng mà chói lại thêm 1 giây nữa cơ. Được của nó. Quả này là mình sẽ để cho gọi là Morgana thể hiện cho mấy thanh niên team bạn bất động luôn. Nói cứ đứng cho anh mình bắn rồi xuống để cho những vị tướng tình nhân này sử dụng kỹ năng nữa thì thôi. Thất thương phép thì người tăng vèo vèo. Đây là một trong những cái video chợ mới luôn này, có những cái trang bị cũng như là gói trang bị lớn nữa. Đấy, chắc là mình sẽ lấy một cái nước mắt đây. Sojin chứ sao nữa. Cho quả khoa bông tôi chất lượng lâu ăn đúng không các bạn? Các bạn nào mà đang xem thì hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách một like và đăng ký kênh nha. Mình sẽ cố gắng ra thật là nhiều những cái video chất lượng để giúp cho anh em leo rank hơn. Bài này tôi thấy cũng rất là mới này, ít anh em chơi này. Chứ nhiều bài mà cái hệ là biệt đội vô cực các kiểu đấy thì thôi thầy rất là nhiều anh em cạnh tranh lắm rồi. Chơi quả Morgana để cho nó mới mẻ đúng không? Mà mình cũng sẽ lấy đam phụ nhờ Zihin. Anh em có thể kẹp thêm lữ khách hư không cũng được. Chút đất thì chúng ta có thể bỏ đi thần đồng. Không thì nếu mà roll ra nhiều thì con 4 thiền hiểm họa Aurelion Soul này, Aatrox này, Rammus này anh em mình ném hết vào. Đấy. Rồi, một anh chim to. Anh này thì khả năng là sẽ chơi mid for turn. Đây là Kai'Sa đây. Rút súng nhanh nhỉ. Súng nhanh hay là súng chậm thì cũng bị đứng hình thôi à. Đứng hình nè. Anh em mình qua bóng tối mà. Qua bóng tối chứ đâu phải là giọng vừa đâu. Con Pai này. Ở lữ khách hư không. Mình sẽ pick con Lulu để có thể dự phòng. Có gì còn thay đổi. Kẹp thêm lữ khách Lulu không vào là chúng ta sẽ chịu hồi một con rác. Cũng tăng cơ nữa. Nhìn chung cái đội hình của mình thì lấy khả năng khống chế làm phòng thủ. Đấy. Ai đây? Quang S.I.G. Bạn này thì lại chắc là chơi Jack Carry rồi. Onin ở level 6 để có thể tìm Jack 3, đội hình đấu sĩ và chút nữa sẽ có thêm thần giáp.
Ghê đấy. Mọi công nghệ có vẻ cái lõi mà tăng khả năng hồi máu không quá ổn đối với Quang. Mà đổi lại thì anh ta đã có một cái lõi rắc rồi. Mà nhìn tinh mạng đứng hình chơi sướng thật các bạn ạ. Anh em mình đánh chuỗi thắng luôn. Từ khi mà mình sử dụng cái nhân bản tướng cho con Morgana 2 sao đúng là chính đáng luôn mà. Chuẩn bài luôn mà. Lulu 2 này. Thôi, mình sẽ bán con Lulu này đi. Cho Sona vào. Cho con Pai này vào đi. Chúng ta mình sẽ tìm con Vex để có thể kích hoạt lữ khách hư không. Hay à, với cả mình có tạo một cái kênh TikTok ấy. Anh em nào mà đang chơi TikTok thì có thể qua ủng hộ mình một follow với nhá. Thịt khổng lồ có luôn. Link TikTok mình sẽ để ngay bên dưới nha anh em. Rồi, bộ xanh này mình sẽ ném cho đây, Sona đây. Còn Nico vậy mình tìm tú mang pháp sư này cũng ghê và gớm này, Morgana này. Và mình sẽ roll tìm Morgana 3 sao ở level 7 nha anh em. Ui. 4 tiền mà roll ra level level 7 roll ra 4 vàng nhiều chưa kìa. Mình sẽ thay luôn đi. Vi, trời ơi không có Vi ta. Nếu có Vi mình sẽ bỏ con Pai ra rồi. Để có thể chơi tí đạo trích. Đúng không? Bạn này thì biệt đội vô cực Kale à. Trong cái biệt đội này thì có con Triple Fade cũng ghê gớm đấy. Cơ mà cũng phải ăn chói thôi. Morgana chói siêu bức chế. 500 sát thương. Ghê. Lõi gì? Ui giời ơi, trí tuệ siêu công nghệ luôn như con gì nữa. Lại thêm một Morgana à. Con Virgo này là Virgo tình nhân luôn anh em ơi. À vãi. Đây. Virgo giờ bị chuyển sang hệ tình nhân rồi. Bị gai lọ rồi. Giờ thì mình sẽ ném cho Vi phiên bản tình nhân đây. Chắc này thì mình nghĩ sẽ lợi hại hơn thay vì Rammus đó. Vậy là còn thiếu hai con. Còn Morgana nữa thôi là chúng ta sẽ có được Morgana 3 rồi này. Các bạn có thể thấy thì hầu hết các bạn đối thủ còn lại thì đa số lựa chọn mấy cái đội hình là xạ kích này, rút súng nhanh này, một cái hệ mới đấy. Bỏ qua một cái vị tướng bá đạo như này. Đấy, nhưng bạn này là chơi xong đấu Triple Fade này, có con Triple Fade mới này, đỉnh này. Nhưng mà có được chơi đâu. Có được đánh đấm gì đâu anh em, chuẩn bị đứng hình. Rồi luôn. Anh ba cứu tú luôn. Ui, từ khi mà có con Morgana 2 lên phát top 1 server luôn ạ. À. Được thực sự. Đội hình đúng ba cháy. Lại Samira. Lúc mà chơi mình đảo trích thuần ấy, kiểu mình chơi 6 6 đảo trích mà roll mãi không ra, giờ kiểu nó đập vào mặt mình luôn. May là còn la liếm tí ba đảo trích ấy. Không có là tiếc. Sona này. Với Belvet thì chắc cũng không cần lắm khi mà chúng ta đã có được Samira rồi. Ai đây nào? Đó chính là Phúc Nguyên với cái đội hình. Wow, quyết định là chấp luôn nâng cấp hình hùng của EZ mà lại lựa chọn Raven. Ghê vậy. Siêu nhân Raven luôn. Được này. Được rằng đây có phải một quyết định đúng đắn hay không? Raven có được chơi game hay không? Chơi game kiểu gì khi mà đã bị chói rồi? Ok. 8 chuỗi win liên tục. Không kéo bây giờ mình thắng đến cuối trận đấu luôn quá. Đội hình nhìn bẩn bẩn thôi thối. Không mạnh vãi. Đấy. Anh em công nhận không? Đội hình nhìn ghẻ ghẻ mà nhá. Vì tướng 3 thì mình nghĩ là chắc là cũng cần phải nấp sức mạnh quá. Để như này là nó để trứng mất. Đây chả. Đây là một cái phiên đi chợ bình thường rồi. Nhiều cầu.
cái mùa 8.5 này những cái phiên đi chợ bất ổn lắm anh em ơi. Không phải Đức Sinh ra rồi. Mình sẽ lấy ấy người anh em này. Lấy không lấy luôn đi. Tôi tính làm cái thú tượng. Mà thôi, làm quần giáp lửa cũng được. Nico và Echo ra cũng nhiều. Giáp lửa đây. Ari lên Son. Sona 2 à? Ok. Như tạm. Ari lên Son 2 luôn à? Chút nữa mình có thể thay thế vào con Vi nhá. Nhưng mà Morgana nhà mình đâu? Đau đầu thật với thằng em này. Rồi, trái tim linh vật, huy hiệu linh vật. Bạn này tôi cũng bị một cái sai lầm là con Nico này. Nico này, Nico là đam nhá anh em nhá, không phải là Nico tay nhá. Hôm nọ tôi chơi con Nico mà còn xếp lên đầu như ông này bị đấm. Với cả bị anh em nói cho như gì luôn. Anh em bảo là Nico là tương phép chứ không phải là tanh như cái mùa mà hồ vệ. Giờ Nico anh em xếp cửa hàng dưới giúp mình nhá. Đây cũng là một trong những cái trận đấu mình nghĩ là nhiều anh em cũng chơi lần đầu thôi, nhưng mà nhìn qua thì sẽ có rất là nhiều những cái đội hình mạnh. Với nhà đạo trích với đạo trích này thì chắc là mình sẽ chơi hũ ít ít thôi, hũ bình thường thôi, không quá gọi là hũ to đâu. Có phong kiếm mà. Wow, bọn này là còn đúng một con rác nữa thôi là sẽ có được rác 3 sao. Hôm nay hồi nãy là mình xếp đấy để bắt mình đi mà. Tiếp tục là những cú chói và rác không thể nào mà được chơi game. Quá khó chịu luôn anh em ạ. Nhìn này. Nhìn mà tôi cay dùm luôn đấy chứ. Dồn đồ cho thằng em từ đầu game đến giờ mà chả được chơi gì cả. Giờ mình sẽ cố gắng thêm roll thêm nhá. À, có chuỗi thắng này nhiều tiền lắm. 10 trận thắng liên tục rồi. À, đầu game mà có 5 cái trận win nữa thì thôi là bây giờ anh em mình bất bại luôn. Thì có thể bất bại 100 máu tại mùa 8.5 lần này thì mình nghĩ là hơi khó đấy. Giờ mình sẽ cố gắng tìm ba cái trang bị đam thêm cho Morgana. Còn không thì anh em mình có thể tản những cái trang bị ra, có thể tối ưu về cái cây ghép siêu công nghệ. Nhưng mình nghĩ là cũng không cần thiết lắm. Giáp lưới này, quyền năng thôi chứ sao. Zihin. Đây, Morgana này. Con nữa đồng đây. Cho tôi một con Morgana nữa nào. Aatrox 2 này. Riven. Riven. Ui. Đây rồi. Sử dụng luôn anh em nhá. Đang chuỗi thắng gọi là 10 cho nên mình không muốn phá. Ai đây? Ui xồi ôi. Hai cái le 3 sao. Ghê vậy. Anh biết chơi điện tử đấy chứ. Tôi cứ tưởng là đội lấy hình thần giáp nhưng mà lại có một cú xoay bài đỉnh cao ạ. Nhưng mà có được chơi game đâu. Như nào? Như thế nào? Chói phát đứng hình cho anh em mình bắn thoải mái. Sau đó thì Sojin cũng như là cái ghép siêu công nghệ đã hồi lại được đủ cái lượng mana để anh em mình tiếp tục tung ra những cái cú chói nữa. 8 tiền và 500 ma thuật. Mình nghĩ đây cũng là một cái hũ đẹp rồi. Đây, làm luôn quả quyền năng nữa, quên lắp đây. Mình có thể bỏ Visa và kẹp thêm Aurelion Sword này. Tuy là đã có được cái ấy rồi, giáp lửa rồi, nhưng mà Aurelion Sword nó khè còn thốn hơn nữa. Rồi, đội hình Raven hình như là của bạn Quang. Quang S.I.G. Mình nhớ không nhầm là bạn này chấp nâng cấp binh hùng của EZ. Nhưng bây giờ lại Corona EZ à.
Mùa này là có hai con EZ anh em, một con EZ 5 tiền và một con EZ 2 vàng. Thì nó có cái hệ BD lưỡng giới. À song trùng nhầm. Trùng kiểu đa vũ trụ ấy. CV này. Anh em mình có thể kẹp thêm CV lấy thêm xạ kích cũng được nha. Anh ba cứu tú, tên tầm bậy, quang. Mình sẽ phải đối đầu với một trong bốn người. Mấy cái bạn tám song đầu, ke le, đồ thế kia mà không ăn được cái đội hình của mình là anh em phải biết cái đội hình này nó mạnh như nào rồi đấy. Được rồi. Bạn này thì chơi rút súng nhanh này. Súng nhanh, súng chậm ra đấy hết. Bị chói hết à. Cái xa đồ cũng đẹp này. Giao điện và dịch khổng lồ. Lucian chưa có 3 sao cho nên anh em mình cũng không có quá sợ hãi. Chói luôn. Ảo nhờ. Được đấy. Huỳnh Tuyển đấy các bạn ạ. Nói về những cái vị tướng 3 tiền thì tôi thấy là con Morgana này chói khó chịu vãi. Mà được cái là nâng cấp anh hùng nó cơ. Chúng ta có gì? Tiếp tục là những cái phiên đi chợ. Có thêm cả gói trang bị đi kèm. Bây giờ anh em mình sẽ ưu tiên những trang bị phòng thủ thôi. Nhìn qua thì cũng không nhiều chơi pháp sư lắm. Mình sẽ lấy đắp máu đi. Đắp máu này cho Achok. Mà mở xem là có gói đồ gì. À, qua giòn liên tục ạ. Đây. Thế mình sẽ lấy thêm tụ ba Zeke đi anh em ơi. Phân tách và cào xé. Búp luôn cho người anh em Morgana. Win nhiều quá nhở. Rồi gặp Phúc Nguyên. Lại xoay bài xạ kích. Ông này xoay bài đỉnh này. Trời ơi có EZ2 xoay bài sang kiểu xạ kích đỉnh luôn. Ghê đấy. Biết chơi điện tử đấy anh em ơi. Anh em thấy con EZ kìa. Mạnh đấy. Nhưng mà không được chơi rồi. Bắn chi cho nhiều. EZ2 cũng đứng hình thôi. Samira này, giờ chắc phải mấy ông có mấy cái trang bị mà khăn giải thuật đó. Đây là mới đỡ được con Morgana nhà mình. Tầm khoảng có đang giải thuật thì mới khắc chế được. Ừ. Nhưng mà anh em bài nào cũng có cách khắc chế thôi. Nhưng phải tìm ra những cái sơ. Quang này lấy tính hất tung Morgana nhà mình ấy. Thật. Chúng ta phải đảo liên tục. Đảo như giang lạc. Rác 3 sao thì xem nào. Ừ rác 3. Máu thì cũng nhiều. Nhưng mà bị ăn chói rồi. Mạnh quá. À chắc bây giờ chắc là cũng tanh vừa đủ rồi. Ok 15 trận win liên tục. À quái chung đang đổ bộ, bây giờ là mình phải đối đầu với chính cái bản sao của mình. Morgana đánh với Morgana 4 sao. Đây, có thể kẹp thêm xạ kích như này cũng ngon nhá anh em. Bởi vì cũng đang dư tình nhân á. Đây lượng sát thương phép và lượng sát thương AP vừa đủ. Sắp tới thì mình cũng sẽ ra thật là nhiều những cái là độ hình leo rank khác nhau, cho nên anh em đừng quên là ấn thêm quả chuông để không bỏ lỡ những cái đội hình leo rank chất lượng của mùa 8.5 này nhá. Thank you. Jihin, Echo, nó này đi. Cốc sức mạnh này. Thực sự thì có thể tối ưu trang bị bằng cách là ném những cái trang bị này cho mấy cái con khác. Tận dụng cái lõi
cấy ghép siêu công nghệ anh em, nhưng mà bây giờ chắc là cũng không có quá cần thiết nữa rồi. Xếp đội hình cẩn thận một chút là đẹp ngay. Đây, 8 song đầu kết hợp với biệt đội vô cực. Lấy Sen làm tanh này, Sen phiên bản gọi là song đấu luôn. Bạn này có những cái hashtag rất là đẹp. Mà hơi khó rồi. Hơi khó rồi, 8 song đấu biệt đội vô cực. Hai cây le 3 sao thế mà không ăn thua ta. Bực ghê ta ơi. Ôi, thì mình cũng sẽ phải dứt điểm luôn trận đấu tại đây thôi. Không thể để mà mọi chuyện đi quá xa được. EZ này. Pick đồ stick cho vào nhá. Nếu như mà nãy mà Rona một con Sinra thì mình sẽ cho anh em thấy 6 tình nhân rồi. Mình không ra thì thôi, cứ giữ lại cái đội hình như này thoải mái. Chúng ta sẽ phải đối đầu với Phúc Nguyên. EZ2 xạ kích. Wow. Bạn này cũng gọi là đội hình mắc binh lắm rồi đấy. Nhưng mà tiếc thay là không được chơi rồi. Những hiệu ứng giảm giáp và kháng phép thì nó sẽ kinh. Ui, đi luôn hết luôn à. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye. Đi hết luôn, sợ thật.